Xin chào. Chào mừng đến Planet Yoga cùng tôi, Master Kaman. Hãy nâng cao sức mạnh tinh thần và thân thể của bạn lên tầng cao nhất cùng với yoga. Hãy tập cùng tôi. Xin chào. Chào mừng đã quay lại. Tôi biết bạn đang chờ tôi và chúng tôi cũng đang chờ các bạn đây. Chúng ta hãy bắt đầu bằng những điều căn bản nhé. Bạn sẽ lấy một cái khăn hay khăn tắm hay gì đó để lót dưới mông và ngồi cao lên. Có thấy không? Như thế đó. Và ngồi chéo chân như thế này, thật thoải mái. Bạn có thể đặt chân này trước hay chân này, tùy theo bạn có thoải mái không. Đặt tay lên đầu gối và ngồi cao, thẳng lưng. Đầu tiên phải tập trung vào nơi chính. Và hãy cùng tập với tôi. Cứ để thân thể bạn ở đây, đừng mang nó đi đâu cả nhé. Và tại đây, ta sẽ tập một kỹ thuật hít thở. Tôi muốn bạn quan sát. Tôi đã nói với các bạn rằng có rất nhiều kỹ thuật hít thở, và đây là một trong những kỹ thuật đó. Nó giúp cân bằng. Ta sẽ thanh lọc một kênh dẫn, sau đó thanh lọc kênh kia. Đây là hai kênh rất quan trọng. Nó sẽ dẫn năng lượng đến não, hệ thống thần kinh, toàn bộ thân thể bạn. Bây giờ điều tôi muốn bạn làm là đưa tay phải ra trước mặt. Không, đó là tay trái, tay kia mới là tay phải của bạn kìa. Bạn ngồi trước mắt tôi mà, nhớ không? Giơ tay phải lên, đặt như thế này và ngón cái bịt mũi phải lại. Bịt thật chặt nào. Không, đừng đút nó vào. Tôi thấy nhiều người đút ngón tay vào kìa, chỉ cần để bên ngoài thôi. Nào, đặt như thế này, ngồi cao lên, lưng thẳng. Và điều tôi muốn bạn làm đó là hít vào, thở ra chỉ bằng mũi trái. Được không nào? Và với kỹ thuật này, chúng ta sẽ thực hiện trong khi mở mắt nha. Và sau khi thành thục, tôi muốn bạn nhắm mắt lại. Bởi vì khi nhắm mắt, sẽ có nhiều thứ thú vị hơn. Bạn sẽ tập trung vào bên trong hơn, sẽ tập trung vào nội tâm. Và bây giờ bạn bịt lại, hít vào, bụng thế này, thấy không? Và thở ra, thấy không? Giống vậy. Ta sẽ tập thế này vài lần. Hít vào và thở ra. Thở ra thật mạnh, giống như bạn muốn làm thông mũi mình ấy. Sẵn sàng chưa? Hít vào và thở ra. Tuyệt lắm. Hít vào và thở ra. Tốt lắm. Hít vào và thở ra. 3 lần nữa nào. Hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. 1 lần nữa, hít vào và thở ra. Tốt lắm. Và bạn thả tay xuống, thấy không? Nhiều khi có gì đó văng ra, tôi nghĩ bạn nên lấy khăn hay khăn giấy chùi sạch. Rất tốt, nó sẽ làm thông đường dẫn năng lượng cho bạn. Vì thế sẽ đem lại lợi ích nhiều hơn. Bây giờ tôi muốn bạn thực hiện với mũi phải, được chứ? Ta có 2 mũi mà, phải không? Hãy bịt mũi trái lại bằng 4 ngón cuối thế này. Đơn giản thế này. Thế này. Và tôi muốn bạn chỉ hít thở bằng mũi phải thôi nhé. Sẵn sàng. Hít vào và thở ra. Thật mạnh. Thế này, thấy không? Hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. Bạn bịt mũi trái thật chặt, vì thế chỉ thở bằng mũi phải. Tiếp tục nào, hít vào và thở ra. Tuyệt lắm. Hít vào và thở ra. Kéo bụng vào. Lại nào, hít vào và thở ra. Thấy khỏe không? Và kỹ thuật này, bạn sẽ có thể làm 25 lần một bên. Rồi sau đó đổi sang bên kia. Rất tốt khi tập buổi sáng. Và khi bạn làm thế này, bạn có thể cảm nhận mình đang đốt nóng. Lần nữa rồi nữa, ta có thể làm thế. Đầu tiên cứ bịt một mũi, rồi sau đó bịt mũi kia. Bây giờ ta sẽ tập nhún vai để giải tỏa căng thẳng nha. Co vai lên đến tay và thả xuống. Hít vào, nâng lên cao hơn nữa và thả xuống. Hít vào, cao lên và thả xuống. 2 lần nữa. Hít vào, nâng lên cao và thả xuống. 1 lần nữa, co lại, cao hơn,
và dữ đó nha. Nhìn thấy không? Cô ấy rất dễ thương. Và tôi biết bạn nhìn cũng rất dễ thương. Bây giờ ta sẽ xoay vai. Bạn thấy ta ngã tới trước nha. Ngã tới trước như bạn đang muốn chạm xuống sàn. Bây giờ ngước cầm lên và co vai lên và thả nó xuống. Tốt lắm. Nào, bây giờ ngã về phía trước. Thở ra nào. Và hít vào ngẩng lên và thả xuống. Lần nữa, thở ra cúi xuống. Nhìn thấy lưng thẳng ra không? Và ngước cầm lên và thả xuống. Còn hai lần nữa, cúi xuống trước. Hít vào và thả vai xuống. Còn một lần nữa, cúi xuống trước. Tốt lắm, nhìn lên, vai lên rồi thả xuống. Tuyệt lắm. Bây giờ ta sẽ tập kỹ thuật tiếp theo. Được chứ? Xoay sang hướng bên này. Bạn hãy lấy khăn ra khỏi nhé. Và ngồi xuống. Duỗi thẳng chân ra trước mặt. Hai chân hơi dang ra nào. Hãy tập một bài tập giúp giải tỏa co cơ nơi bụng và đồng thời khiến hông khỏe hơn nhé. Rất đơn giản, đan tay lại nhé. Giống như xoay tay bạn, nhưng giữ tay thật thẳng. Đừng cong tay nhé. Nào, chân phải, rồi chân trái, rồi dựa ra sau, như thế đó. Tốt lắm, cứ như thế. Tốt. Rộng hơn nào. Bạn có thể tạo một vòng tròn rộng hơn. Xoay ra ngoài chân nào. Trở lại. Nữa. Phải, trái, rồi trở lại. Một lần nữa. Phải, trái, và quay lại. Bây giờ ta làm ngược lại nha. Trái, phải, và quay lại. Trái, phải, và quay lại. Thấy khỏe không? Trái, phải, và quay lại. Tốt, hai lần nữa. Trái, phải, và quay lại. Một lần nữa. Trái, phải, và quay lại. Được rồi, tốt lắm. Cứ thả lỏng như thế. Và điều bạn làm là thả lỏng phần hông nha. Hít thở. Và mỗi lần như thế, nhớ kiểm tra xem mình thở ở bụng như thế nào. Tốt, nhìn ra trước. Bây giờ ta sẽ tập một động tác giúp giải tỏa căng thẳng nơi khớp gối. Ôm gối bạn nào. Như thế này. Đan tay lại dưới gối. Đúng thế. Và nhớ ôm sát vào. Thấy không? Ta không ngã ra sau, bởi vì ta đang ôm chân mình. Và giơ thẳng chân lên. Nhiều người sẽ rung lẩy bẩy thế này. Không sao cả. Cứ tập thẳng chân và cong chân. Lần nữa nào. Thẳng chân, rồi cong chân. Lại nữa, thẳng lên và cong gối. Thế này rất tốt. Hạ xuống, cứ tiếp tục. Cứ tiếp tục nào. Và điều xảy ra khi bạn thực hiện động tác này là bạn kéo gân chân và đồng thời tập cho khớp gối khỏe hơn. Rất tốt. Và đôi khi bạn không thể thẳng chân như thế này. Có thể bạn chỉ ở đây thế này và cong xuống đây. Tôi nói bạn nghe, chân bạn cứng quá rồi và bạn phải tập nó đó. Nếu như nó cứng như thế, bạn sẽ bị đau lưng. Tốt lắm, tập hai lần nữa và ta sẽ dừng ở đây. Lên nào, hạ xuống. Tốt, lên và cao người lên. Tốt lắm, ngồi cao lên nhé. Và tôi muốn bạn nhìn tôi. Nhìn tôi nào, có thấy không? Khi lưng bạn càng thẳng thì càng nhiều năng lượng. Và khi bạn khòm lưng thì bạn càng mệt mỏi thêm. Bạn tự hỏi mình, không biết chuyện gì xảy ra và điều gì sai. Không phải đó là công việc, đó là cách bạn ngồi xuống. Hạ chân xuống nào, đổi chân nào. May là ta có hai chân. Ngồi cao lên, lưng thẳng. Tôi muốn bạn ôm gối và nâng lên nào. Và khi bạn thẳng chân ra thì không thẳng gối, thẳng chân nha. Hạ xuống, lên lại. Bạn đang tập khớp. Xuống nào. Tốt lắm. Lên.
Những ai có vấn đề về đầu gối, đau gối, đây là tư thế tốt. Bạn có thể tập 10 lần và giúp giải tỏa hay tống tất cả các chất độc ra. Có thấy không? Khi bạn nhấc chân lên là đã tống chất độc ra rồi đấy. Bạn nhấc chân lên một chút cử động, cao hơn nào, tốt lắm. Xuống. Một lần nữa, nâng cao lên. Đúng vậy. Giữ thế trong 10 giây nào. 10, 9, 8. Thấy không? Đôi khi chân run rẩy. Cứ để nó thế, cứ thoải mái nha. Nhiều người nghĩ yoga rất khó. Không không, cứ chơi đùa với nó rất tuyệt. Biến bạn trở thành đứa trẻ. Vì thế hãy mang đứa trẻ trở lại bên bạn. Tốt lắm. Thả chân xuống lại nào. Và thả lỏng đầu ra sau. Có thấy không? Chỉ thế thôi. Nhớ quan sát hơi thở nơi bụng. Cảm nhận hơi thở nào. Từ từ nâng lên và hạ xuống. Hãy tập trung về phần bụng thật nhanh. Không chỉ trong lớp yoga, ngay cả khi bạn làm việc cũng nên thỉnh thoảng chú ý đến việc hít thở, xem mình hít thở thế nào. Nếu bạn hít thở bằng bụng, bạn đang làm đúng rồi đó. Không hít thở sẽ khiến căng thẳng. Không chỉ là yoga cho biết thế hay câu nói của tôi, đó là do khoa học chứng minh. Tốt, ta sẽ tập tư thế tiếp theo. Tiếp tục nào. Bây giờ ta sẽ cong chân phải thế này này. Ngã sang bên. Đơn giản. Nhấc lên và hạ xuống. Chân kia nào. Cong. Thả xuống. Lên và duỗi. Tốt lắm. Chân phải nào. Thả xuống. Lên và duỗi. Chân trái. Thả xuống. Lên và duỗi. Cứ tiếp tục. Và đôi khi bạn thấy nhiều người rất cứng, và bạn sẽ thấy họ cứng chỗ này này. Không sao đâu. Khi bạn tập thêm thì đầu gối sẽ xuống thôi. Xuống. Tuyệt. Và lên. Duỗi ra. Trái. Lên. Xuống. Lên. Duỗi ra. 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 Tôi muốn bạn tập như thế này. Tiếp tục với chân trái rồi chân phải. Và tôi sẽ trở lại ngay. Tốt, tốt, rất tốt, được lắm. Bạn tập rất tốt, là người có kỷ luật nhất. Tôi thích thế. Ta sẽ tiếp tục với động tác kế nha. Và điều tôi muốn bạn làm là thế này, gọi là Janu Sirasen. Janu có nghĩa là đầu gối. Sira có nghĩa là đầu. Chạm đầu xuống đầu gối. Nhưng ta sẽ tập nó bằng cách đơn giản. Đơn giản hơn rất nhiều. Nào, và điều tôi muốn bạn làm là co chân thế này, giống lúc nãy. Những ai không làm được, tôi muốn bạn lấy khăn và lót dưới mông như cô ấy làm. Tôi muốn bạn lấy khăn và ngồi cao lên một chút để mông có thể nhẹ nhàng thư giãn. Bạn thấy không? Đây là cách ngồi rất thoải mái, dễ chịu không? Bạn thấy đó, bạn ngồi càng cao thì bạn càng thực hiện tư thế dễ dàng hơn. Và tôi cũng muốn bạn cong chân một chút nào. Những ai lưng cứng quá có thể cong chân một chút. Nào, với tay tới chân bạn. Thật tuyệt, mà cũng dễ nữa. Và khi bạn tập, hít thở thật sâu, bạn sẽ bắt đầu trượt chân ra phía trước và cúi đầu. Và bạn sẽ nhanh chóng đạt được tư thế này thôi. Đừng nghĩ tôi đã tập 10 năm, và nếu làm kỹ thuật này thì tôi sẽ tốn thêm 5 năm nữa. Không bao giờ có chuyện đó. Chỉ trong vài tháng hay trong vài ngày, cơ thể bạn sẽ quen dần. Cứ để nó tự nhiên. Nào, giữ nguyên thế và cứ hít thở nha. Hít thở nào. Tốt. Với những người có thể làm, đây là cách của bạn. Dài người ra và cúi đầu xuống. Chỉ thế thôi. Giữ nguyên đó, hít thở. Đầu tiên, ta sẽ tập dài xương sống ra. Hơi khác so với tên gọi của tư thế nhỉ.
Tôi chỉ muốn bạn dài người ra. Những ai không thể làm, cứ tập như thế thật thoải mái. Qua thời gian thì bạn cũng sẽ tập được thôi. Nhiều người khi mới bắt đầu đã làm được như thế. Nhưng ai không thì cứ ngồi như thế, không sao cả. Tôi muốn các bạn thật thoải mái, bạn không nên lo lắng. Được, hai nhịp thở nữa. Một nhịp. Và từ từ ngẩng đầu lên. Bạn thấy thế nào, khỏe chứ? Thả lỏng. Bây giờ duỗi chân ra lại. Ta sẽ tập với chân trái. Co chân trái lên nào. Ngã sang bên. Và từ từ cúi xuống. Với những ai thấy khó khăn thì làm thế, giống như thế. Và những ai cảm thấy có thể làm được, thẳng chân ra nhé. Tôi muốn bạn ở đây hít thở dài hơn nữa. Dài hơi hơn, thấy không? Hãy thư giãn thật tốt. Cô ấy giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp ấy. Cô thấy không? Cô ấy thật nhẹ nhàng thoải mái nghỉ ngơi trên chân. Cô thế nào? Nhẹ nhàng chờ đợi và cho cơ thể thời gian, cơ hội để hiểu ra bạn đang làm gì. Đó chính là điều bạn cần làm. Nên cho cơ thể thời gian để hiểu được. Cứ cố gắng một chút nữa, không cần làm gì khác. Cứ tập một ít. Một, cứ từ từ. Và tốt lắm. Hít thở một nhịp nữa. Và bạn từ từ ngẩng lên nhé. Và duỗi chân ra. Thẳng ra. Ngửa đầu ra sau. Tay chống đằng sau. Thả lỏng đầu ra và hít thở. Một nhịp nữa. Tốt, từ từ ngẩng lên. Và ta tập. Chắp hai chân lại thế này. Và nhiều người chân lên thế này. Nhưng đừng lo, hãy ngồi cao lên trên một chiếc khăn lông. Ngồi lên thế này. Có thấy không? Cao hơn chút nữa càng tốt. Ta sẽ khiến nó dễ, dễ hơn nhiều đó. Cứ bay 10 lần nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và lần này chúng ta sẽ tập vào thế chính một chút. Và bây giờ tôi muốn bạn nắm lấy bàn chân và cúi tới trước một chút. Và giữ nguyên như thế, chỉ vậy thôi. Giữ nguyên thế và nhắm mắt lại. Và tôi muốn bạn cảm nhận sự căng đó. Như thế này rất tốt cho đùi trong. Và Ấn Độ gọi tư thế này là tư thế thợ sửa giày. Vì thợ sửa giày sửa như thế này. Và khi sửa như thế, họ phát hiện ra rằng những người này mở rộng khung chậu và họ không hề có vấn đề gì về đường tiểu cả. Cứ thoải mái ngồi trong tư thế này. Và tôi muốn bạn cứ thả lỏng đầu, cúi xuống nha. Cứ cúi xuống dù bạn ở đâu. Và bằng cách luyện tập, gối của bạn sẽ hạ xuống và thân thể bạn cũng từ từ cúi được xuống. Có thấy không? Bằng cách luyện tập thì thân thể bạn từ từ cúi xuống được đó. Hít thở hai nhịp. Và bạn từ từ ngẩng đầu lên. Ngồi lên. Thật tuyệt. Từ từ ôm gối và nhẹ nhàng ôm thế này. Ngày hôm nay bạn cảm thấy thế nào? Tốt. Nó sẽ rất tuyệt cùng với yoga. Ta sẽ tiếp tục nhé. Nào, quỳ lên nào. Quỳ lên đầu gối yêu dấu của bạn. Ngồi như thế này. Lần này tôi muốn bạn chống khuỷu xuống. Và khi bạn làm thế, nó sẽ tạo ra nhiều hơi ấm và giải tỏa mọi căng thẳng. Nhiều người có vai rất cứng. Thế này sẽ giúp ích được đó. Và ta cũng sẽ tập chân nữa. Bạn từ từ chống tay xuống và hạ khuỷu xuống sàn nào. Có thấy không? Rất dễ. Và bạn nhấc mông lên và bò tay ra trước. Thật thoải mái cho bạn nha. Đừng bò quá xa.
ta đâu có bắt chuột nào đâu. Cứ ở đây thế. Bây giờ thả lỏng khuỷu, đặt trọng lượng lên khuỷu và giơ chân phải lên nào. Tốt, thế thôi. Và hạ chân xuống. Bây giờ ta làm lại nào. Làm 5 lần nào, lên. Tốt lắm. Và xuống. Lên. Tuyệt lắm. Và xuống. Lên. Tuyệt lắm. Và xuống. Lần cuối nào, lên. Và tôi muốn bạn giữ nguyên như thế, cứng chân, thẳng. Và tôi muốn bạn giữ như thế này trong 10 giây. 9. Cô làm thế nào? 8. 7. 6. 5. Đừng bỏ cuộc nha. Tôi muốn bạn giữ đó. Tôi thấy đó nha. Giữ đó. Và xuống. Hãy trở về tư thế đứa trẻ và thả lỏng. Được chứ? Thế này gọi là tư thế đứa trẻ. Giữ nguyên và hãy trở thành một đứa trẻ. Hít thở sâu hơn. Hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. Nào, ta sẽ tập với chân kia. Từ từ chống khuỷu xuống nào. Tốt. Bây giờ nhấc chân trái lên. Nào, bạn thấy bạn tập khớp hông không? Bạn tập khớp hông, đồng thời làm săn mông. Tốt lắm. Xuống lại. Và lên. Tốt lắm. Thẳng. Tuyệt lắm. Xuống. Lên. Tốt lắm. Xuống. Lên. Như thế, có thấy không? Và hãy giữ nguyên tư thế. Hít thở nha. Và ta giữ thế này trong 10 phút. 10 giây. 9 giây. 6. 5. 4. 3. 2. Và hạ xuống. Trở lại thế đứa trẻ. Thả khuỷu xuống và hít thở. Có thấy không? Cứ cảm nhận hơi thở đó. Cảm nhận nơi bụng. Rất tuyệt. Luôn luôn quay lại trung tâm. Hơi thở sẽ mang bạn trở lại trung tâm. Tại thời khắc này. Có được không? Từ từ chống khuỷu lên. Và ta sẽ tập một bài tập giúp mở cơ tam đầu và giúp mở bả vai nữa. Nào, từ từ đưa cầm ra trước cánh tay. Đưa tới trước nào. Tuyệt lắm. Chỉ thế thôi. Và bạn thấy không? Bạn có thể cảm thấy, wow, cảm nhận sức mạnh đó. Và lại trở về tư thế đứa trẻ. Tốt lắm. Lần nữa. Cầm ra trước tay. Đúng rồi đấy. Chỉ thế thôi. Có thấy không? Vài người có thể làm như Mary. Được thôi. Còn nhiều người thế này thôi. Trở lại nào. Và thả lỏng. Có thấy không? Thế này rất tốt. Nó sẽ giúp cơ vai khỏe lên. Nào, lên lại. Và cúi đầu. Nó sẽ khiến cơ tam đầu. Ta biết cơ tam đầu sẽ cong lên như móng ngựa. Đó là ước mơ của bạn phải không? Bạn sẽ có nó đấy. Sẽ có một cái móng ngựa đẹp. Nào bạn từ từ trở lại nào. Rồi từ từ lên lại nào. Và từ từ đưa cầm ra nếu có thể. Hay bạn cứ ở đó. Giữ thật cứng nào. Cô cảm thấy thế nào? Tôi muốn bạn giữ thế này trong 10 phút. Có được không? 10 giây nào. 9. Tới trước một chút. Đúng rồi. 8. 7. Bạn không chạm cầm được. Đừng cố. 4. 3. 2. Và trở lại đứa trẻ. Tuyệt lắm. Chỉ thế thôi. Giữ tư thế đứa trẻ. Hít thở thật sâu ở đây. Tốt lắm. Và từ từ bò tay lại để ngồi dậy thế kim cương. Từ từ bò tay lại nào, ngồi dậy. Ta sẽ tập tư thế giúp mở rộng phần này. Và tôi nói với bạn rồi, thế kim cương
là một tư thế rất tốt cho khớp của bạn. Ai không thể ngồi thế này thì nhớ khi ngồi xuống phải lấy gối mà lót dưới mông thế này. Sẽ thoải mái hơn, vui vẻ hơn rất nhiều. Nếu có một chiếc gối to sẽ rất thoải mái. Bạn có thể ngồi trong tư thế này. Và tôi muốn bạn quan sát kỹ thuật hít thở ra full nào. Khi hít vào bụng phình ra, và khi thở ra bụng hóp vào. Khi hít vào bụng phình ra, và khi thở ra bụng hóp vào. Ngồi đây nhé, nhắm mắt lại. Tôi sẽ trở lại ngay. Xin chào. Bạn có đang ngồi thế này không? Tôi nói bạn nghe, thế này rất tốt. Nhiều người Nhật Bản ngồi thế này từ rất lâu rồi. Rất tốt cho sống lưng. Cho lưng. Và giúp ích rất nhiều cho khớp ở đây. Bây giờ, ta sẽ tập khóa để giải tỏa mọi căng thẳng nơi phần cơ này. Nào, giơ tay phải lên thế này, ngay trước mặt nha. Tốt lắm. Tay trái luồn xuống phía dưới, chạm vào khuỷu và giữ như thế này nha. Tốt. Tôi muốn bạn giữ như thế, giữ nguyên thế. Nó rất dễ phải không? Và thế này nữa, có thấy không? Chúng đang dặn xoắn đấy. Và thế này, bạn cũng có thể đan tay lại nữa. Giữ như thế này 10 giây và bạn sẽ thả lỏng tất cả những căng thẳng nơi bả vai. Cơ nơi bả vai sẽ không còn cơ nữa. Tốt lắm. 3, 2 và tôi muốn bạn thả lỏng khóa nhẹ nhàng và quan sát hơi thở nơi này. Đúng rồi. Một nhịp nữa. Tốt lắm. Bây giờ tay trái ra trước mặt. Thế này này. Rồi luồn tay phải xuống dưới. Khóa lại, thấy không? Khuỷu chạm rồi đấy. Khuỷu chạm. Vì thế sẽ dễ hơn cho bạn, có thấy không? Rất dễ dàng. Còn những người có cánh tay to, tôi thích nhìn bạn tập. Lúc đó mới dễ thương làm sao. Rất vui. Cứ thế. Tập thế trong 5 giây nữa. 4 giây. Tốt lắm. 3 giây. Và nhớ giữ khuỷu thật thẳng thế này. 2 giây. Và thả lỏng nhẹ nhàng. Đúng thế. Hít thở 2 nhịp. Và ta sẽ thực hiện cách khóa khác từ phía sau. Nào, giơ tay phải lên. Rồi cong xuống. Và bằng tay trái, kéo nó ra sau càng nhiều càng tốt. Tốt lắm. Cứ như thế. Và bằng tay trái, khóa nó lại từ phía dưới nha. Nếu bạn không làm được, cứ lấy khăn. Có thấy không? Khăn là đủ rồi. Vì sao bạn dùng khăn nào? Cô ấy làm được, nhưng tôi muốn chỉ cho bạn cách dễ hơn. Nắm thế này. Nắm thế này. Thế đó, thấy không? Và hãy nhích tay gần hơn. Gần hơn, gần hơn. Dùng khăn ấy. Đây là một kỹ thuật rất tuyệt. Và tay bạn ra sau nhiều hơn nữa. Có thấy không? Và khi bạn khóa, khóa thật chắc. Có thấy không? Cả bốn ngón tay khóa thật chặt. 5 giây nào. Rất tốt đấy. Khi bạn tắm dồi sen. Bạn tắm dồi sen đấy chứ. Và tập 2 lần, vai bạn sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng nhớ đừng chà lưng nhiều quá. Đôi khi ta dùng khăn chà thế này rất dễ, nên chà bằng tay. Thế sẽ massage rất tốt đó. Và bây giờ buông tay phía dưới ra trước, rồi tay trên sau. Có thấy không? Tốt lắm. Bây giờ tập tay trái nào. Giơ tay trái lên và dùng tay phải, và kéo càng căng càng tốt. Thấy không nào? Nó ra sao khi bạn căng như thế? Rất tốt. Ai cũng vậy, ngay cả tôi cũng vậy. Nên tập như thế nhé.
Và tôi muốn bạn làm là tay phải xuống và khóa từ phía sau. Chỉ vậy thôi. Và tôi muốn bạn giữ nguyên như thế. Rất tuyệt. Và vòng tay ra sau. Rất tốt. Và nhiều bạn sẽ thấy một bên tập dễ hơn bên kia, vì đa số chúng ta đều thuận một tay cả. Nên đừng nghĩ đó là tay này dài hơn tay kia nhé. Đa số đều thuận tay phải. Ta tập luyện tay phải nhiều hơn, vì thế sẽ dễ dàng hơn khi tập bên phải. Còn tay trái thì cứng, vì bạn không tập rất nhiều. Vì thế nó hơi khác nhau một chút. Nhưng đừng lo lắng, bằng cách tập luyện thì bạn sẽ cân bằng nó thôi. Không phải là một bên bạn tập còn bên kia không tập. Thật không tốt tí nào. Tốt lắm. 5 giây nào. 4, 3, 2 và thả lỏng khóa ra. Thả lỏng ra nào. Tuyệt lắm. Bạn thấy thế nào? Bây giờ tôi muốn bạn nằm xuống trên sàn. Nằm ngửa. Đúng rồi. Nằm ngửa. Và bây giờ ta sẽ tập một bài tập rất tuyệt, giúp dặn eo bạn nhé. Khiến eo bạn nhỏ hơn. Bây giờ dang hai tay ra, cao bằng vai. Rất tốt. Tốt lắm. Bây giờ co từng chân một lên. Từng chân một nào. Cứ giữ thế này. Và bạn làm gì? Duỗi chân phải thẳng ra. Rất tốt. Bây giờ ta sẽ tập giơ chân phải lên nhé. Chân phải lên. Và tôi muốn bạn cảm nhận khớp này. Hít vào, giơ chân lên, thấy không? Tôi muốn bạn cảm nhận khớp. Thở ra, hạ xuống. Tuyệt lắm. Và nhớ kiểm tra cầm. Nhiều người có thể như thế này. Không tốt đâu. Bạn phải kiểm tra nha. 2. Nhấc chân phải lên và xuống. 3. Nữa, hít vào. Nhiều người không thể ở đây. Xuống. Nhiều người chỉ ở đây. Lên, không sao cả. Cứ hết sức. Một lần nữa, lên. Và tôi muốn bạn giữ nguyên như thế, ngay chỗ này. Rất tốt. Bây giờ tôi muốn bạn làm khác một chút. Và từ tay phải, bạn muốn ngã sang trái. Chỉ cần nghiêng cả hai gối. Vậy thôi. Và nhớ nhìn sang bên. Bạn cũng sẽ tập cổ thẳng nha. Có thấy không? Nhấc chân lên. Cả hai gối đều lên. Thấy không? Đúng rồi. Bạn tập như thế và tập cả khớp nữa. Làm lại lần nữa, 4 lần nào. Hạ xuống nhẹ nhàng. Cảm nhận eo đang dặn. Tôi nói bạn biết, bạn sẽ được một cái eo đẹp. Và từ từ chân lên. 3 lần nữa. Xuống lại, từ từ. Nhiều người không thể thẳng thế này. Có lẽ ở đây. Tôi muốn bạn giữ đó. Tốt lắm. Và lên. Tuyệt lắm. Hai lần cuối, xuống nào. Và lên. Một lần nữa. Xuống. Nhìn sang bên. Bài tập cổ rất tốt. Và lên. Tôi muốn bạn giữ như thế, thẳng chân. Tuyệt lắm. Tôi chắc chắn bạn thấy thoải mái. Nó sẽ giúp giải tỏa tất cả những căng thẳng trong cơ thể bạn. Hãy để cơ bắp hít thở. Để tất cả bộ phận thở. Bạn sẽ cảm thấy linh hoạt, thật thoải mái. Nào, duỗi chân thẳng trên sàn. Hạ chân kia xuống luôn nha. Bây giờ ta tập với chân kia nào. Cong chân trái. Xin lỗi, chân phải. Và ta tập chân trái lần này. Nhấc chân trái lên nào. Rồi hạ xuống. Chân trái lên nào. Rồi hạ xuống. 3 lần nữa, có thấy không? Chúng ta không làm 10 lần, chỉ có 5 lần thôi. Tốt, một lần nữa. Đây quả là bài tập tốt ấy nhỉ. Lần cuối nào, lên. Và tôi muốn bạn giữ nguyên, hít thở. Nhiều người không thể đến đây, chỉ ở đây. Tốt thôi, tôi muốn bạn cứ ở đó. Nào, thả xuống bên phải. Bạn đang từ từ thả xuống bên phải đó. Tuyệt lắm. Đúng rồi. Bạn thấy không? Eo dặn như vậy thật tuyệt. Cả hai gối lên nào.
Tốt lắm. Và hạ xuống. Tuyệt. Nếu bạn không thể đưa nó lên thế này, không sao cả. Hai gối lên nữa nào. Cả hai nào. Tốt, từ từ xuống nào. Tốt. Và từ từ lên. Cùng nhau. Lần cuối nào. Xuống, tốt lắm. Cảm nhận dặn nghêu thế, từ từ lên. Giữ thế này, tốt. Cao hơn tí nữa, rất tốt, có thấy không? Nếu chừng chỉ để thế này được, thế có nghĩa là bạn có lưng cứng. Và lần nữa, đừng lo lắng, bạn sẽ giải quyết vấn đề đó bằng yoga nha. Và từ từ, sẽ giơ chân thẳng thế này, và hạ nó xuống sàn nào. Hai chân thẳng ra, hai tay để hai bên, thả lỏng và nhắm mắt. Cứ thế hít thở nha. Và ai không biết kỹ thuật hít thở, tốt nhất là đặt tay lên bụng thế này. Và tôi muốn bạn cảm nhận nó. Khi hít vào, bụng nâng lên và hạ xuống. Hít vào, bụng nâng lên và hạ xuống. Tốt. Hít vào, bụng nâng lên và hạ xuống. Tốt lắm. Bây giờ ta tập bài tập giúp cho cơ bụng nhé. Đừng siết nơi này lại nhé. Bạn phải tập nó. Và trong yoga, bạn cũng không phải tập 50-100 lần. Bạn chỉ cần tập từ 3 đến 5 lần là rất tuyệt. Khiến chỗ này khỏe hơn rồi. Được không? Tôi muốn bạn lót tay dưới mông thế này. Có được không? Và nhấc chân lên cách sàn một chút nào. Cứ lên một chút. Thấy không? Những ai không thể. Mary, cô có thể ngẩng đầu lên rồi đấy. Tuyệt lắm. Bạn thấy không? Nhưng những ai không làm được thì chỉ cần nâng hai chân lên thôi. Và xuống. Lên lần nữa. Tốt. Cảm nhận sức mạnh. Sức mạnh tuyệt vời. Cảm nhận cơ bụng thật khỏe hơn. Tập trung vào đây. 5 giây nữa. Được không? 3, 2. Và hạ xuống. Lần cuối nào. Lên nào. Giữ thật cứng. Cơ bụng thật săn nào. Bạn thấy không? Đôi khi cũng thấy thú vị khi ta nhấc chân mình lên đó. Có thấy không? Yoga sẽ giúp bạn hiểu được chúng dễ thương thế nào. Và bạn sẽ nhấc chúng lên. 5 giây nữa nào. Giữ thật chặt nha. 3, 2 và hạ xuống. Bạn có thể tập lần nữa không? Tôi cá bạn làm được. Một lần nữa. Nào nào, đẩy năng lượng. Lên nào. Nhìn vào ngón chân nha. Trong 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và bạn hạ xuống. Tuyệt quá. Hãy cùng tập với tôi. Tôi sẽ trở lại ngay. Tốt. Bạn tập thế nào? Bạn đang thư giãn. Thế này là tuyệt nhất trong yoga đó. Và bây giờ ta sẽ cùng nhau thực hiện tư thế cái cầu. Vào lúc này, bạn đã rất quen với tư thế này rồi. Tôi muốn bạn thực hiện nó phức tạp, đúng với tư thế hơn nào. Cong gối lên nào. Gót chạm mông. Và dùng tay nắm mắt cá nếu bạn có thể. Nếu bạn không thể, nhìn cô ấy này. Nếu bạn không thể, cứ giữ tay dưới sàn, nắm lấy mắt cá. Ấn dây xuống sàn và nâng mông lên khỏi sàn nào. Tốt. Cảm nhận cổ dài ra. Và ngước cằm lên nha. Rất tốt. Cứ từ từ, cứ chậm chậm nha. Nếu như bất kỳ lúc nào bạn mệt, bạn làm gì? Hạ xuống, chỉ thế thôi. Và lại trở lại được không? Và tôi muốn bạn giữ thế này. Nâng lên. Rất tốt. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Và tập săn lại. Co cơ hậu môn. Co chúng lại. Tốt. Bây giờ tôi muốn bạn từ từ đẩy cầm ra phía ngực. Có thấy không? Nó từ từ đưa lên đó. Và cứ nghĩ rằng bạn muốn đẩy hông lên trên trần nhà. Cứ nghĩ như thế nhé. Và hít thở. Đừng quên, hít thở rất quan trọng đấy. Như thế này gọi là cái cầu Cetubinacin trong tiếng Phạn.
Tư thế cái cầu rất tốt cho khung chậu. Nó mở khung chậu ra. Và nó không chỉ là căng cơ, nó cũng tốt cho cánh tay của bạn. Bất cứ khi nào mệt, cứ từ từ hạ xuống. Giống như cô ấy này, từ từ hạ xuống nào. Và một lần nữa, lên nào. Tuyệt lắm, bạn giống cái cầu rồi đấy. Bạn thấy không, bạn đẩy người lên, chống lại lực hút. Khi bạn nâng lên, lực hút trái đất tác động khá nhiều lên cơ thể bạn. Nó không phải như bạn nghĩ đâu, rất nhiều điều xảy ra đó. Yoga chính là năng lượng, và tôi muốn bạn giữ nguyên. Cao lên một chút, co cơ hậu môn lại nào. Không chỉ là mông thôi đâu. 5 giây nào, 4, 3, có thế nào rồi, 2, và hạ xuống từ từ. Bây giờ ta tập tư thế con cá nào. Lót tay dưới mông nha. Và bây giờ điều bạn làm là lót tay dưới mông. Chống khuỷu để đẩy ngực lên nào. Và chân thẳng ra. Tốt lắm. Tôi muốn bạn đẩy ngực lên, về phía trần, và đầu bạn xuống thế này. Thấy không? Đây sẽ khiến massage rất tốt cho phần đầu tiên của xương cổ nha. Thấy lực ép không? Nó chính là sự massage rất tốt. Không chỉ là căng cơ thôi đâu. Và khi bạn đẩy ngực lên thế này, sẽ mang lại sự tự tin, và bạn mở trung tâm cổ họng ra. Bạn thấy nó được mở ra thế nào không? Khi bạn mở cổ họng ra, rất nhiều năng lượng tràn dâng, và bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt. Có thấy không? Và tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Co cơ hậu môn lại. Khi bạn thế này và siết cơ hậu môn, bạn có thể cảm nhận xương sống. 5 giây nữa nào. Đẩy ngực lên trên thật nhiều nào. 4, 3, 2, từ từ ngẩng đầu dậy và nằm xuống. Thế đấy. Được chưa nào? Bỏ tay ra. Hít thở 2 lần và sẵn sàng cho tư thế tiếp theo. Và nhớ quan sát hơi thở nơi bụng. Và nếu bạn không chắc thì hãy đặt tay lên bụng nhé. Hít vào, bụng nâng lên, và hạ xuống khi thở ra nhé. Hít vào, bụng nâng lên, và hạ xuống. Tuyệt lắm. Bây giờ ngồi dậy, và ta sẽ thực hiện một vài bài tập, vài tư thế cho bụng nào. Bây giờ bạn nghiêng người qua, cong gối như thế này. Nghiêng người qua lúc nào cũng tốt, nó không gây sốc cho xương sống của bạn. Từ từ ngồi lên, rất tuyệt. Bây giờ nằm sắp xuống. Sắp xuống nào. Tốt lắm. Rất tuyệt. Và khi nằm xuống, tôi muốn bạn nghỉ ngơi một chút. Xếp tay lại, đầu cúi xuống chạm tay. Và hít thở 2 nhịp nào. Cứ thả lỏng thoải mái và hít thở 2 nhịp. 1 nhịp. Tốt lắm. Và 2. Bây giờ trở về thế rắn hổ mang nào. Rắn hổ mang với tay gấp nào. Đặt hai tay ra hai bên vai. Và tôi muốn bạn cong gối như thế này. Thế đó. Và tôi muốn bạn cảm nhận lưng dài ra. Và khi hít vào, từ từ nâng lên. Thế thôi. Tuyệt lắm. Thấy không? Nhìn ra phía trước, giống như rắn hổ mang. Và từ từ hạ xuống. Tốt lắm. Tôi muốn bạn cứ từ từ như thế. Tiếp tục tập. Hít vào, nâng người lên. Đúng rồi, thế thôi. Có thấy không? Một con rắn dễ thương. Và hạ xuống. Thở ra. 3. Hít vào. Thế này rất tốt. Vì khi bạn cong tay, cơ tam đầu sẽ hoạt động. Bạn sẽ khiến nó khỏe lên. Và bạn cũng hãy mở rộng vai ra nhé. Đừng co vai. Tốt lắm. Và hạ xuống còn một lần nữa. Lần cuối, sẵn sàng chưa? Lên, hít vào. Và tôi muốn bạn giữ nguyên. Mở vai ra. Tốt. Giữ thế này trong 10 giây. Tốt lắm. Rắn hổ mang là một tư thế giúp cho lưng bạn khỏe, và cũng là tư thế đem lại sự tự tin. Nó sẽ cho bạn vượt qua sự nghi ngờ và sợ hãi. Thấy không? Chính thế đó. Cách cô ấy hạ xuống khi bạn mệt, đây chính là cách bạn hạ xuống. Thấy không? Và giữ như thế này.
Cứ thoải mái nhé. Hạ xuống và thả lỏng chân trên sàn. Và tay lại ra trước. Đầu cúi xuống. Hít thở hai nhịp nào. Một nhịp. Và hai nhịp. Rất tuyệt. Ta làm lại nào. Lần này ta sẽ tập giơ chân lên nhé. Nào, cong cả hai khuỷu lại thế này. Rất tốt. Và lưng bạn thả lỏng thật thoải mái. Hai chân khép lại nha. Cong chân phải lên. Chỉ chân phải thôi. Điều bạn làm là bạn sẽ nhấc gối lên. Chỉ thế thôi. Tập trung vào nó. Và chuyện gì sẽ xảy ra nào? Nó sẽ giúp xương hông bạn khỏe hơn. Và tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Và làm gì nhỉ? Hít thở. Giữ nguyên. Hít thở. 5 giây. 4 giây. Tôi thấy vài nếp nhăn trên mặt ấy. Hãy thư giãn nào. Tôi có thể nhìn thấy bạn cười không? Tốt. 5, 4, 3, 2. Và hạ xuống. Bây giờ ta tập chân trái nhé. Co chân lên. Nhớ là tập trung vào đầu gối thôi. Và chỉ nhấc gối lên thôi. Giữ thế và cảm nhận xương hông khỏe lên. Giữ nguyên. Rất tốt. Ta đang giữ nguyên tư thế và cảm nhận sức mạnh nơi xương. Nào, 5 giây nữa. Nhiều người sẽ run rẩy thế này. Không sao đâu, cũng được. Cứ để thế thoải mái nha. Bạn nên cười khi có khó khăn. Đừng lo lắng về điều đó nha. Và hạ xuống, chỉ thế thôi. Ta sẽ tập một lần nữa nào. Tốt. Nào, cong chân phải, nhấc lên. Thế đấy. Thế này, tốt lắm. Cảm nhận sự co cơ nơi xương hông. Thấy không? Và thế này sẽ giúp củng cố khớp, xương hông. Vì xương hông sẽ thoái hóa nhanh nhất trong cơ thể bạn khi bạn lớn tuổi. Với kỹ thuật này, bạn sẽ giúp xương khỏe hơn. Được rồi, xuống. Bây giờ chân trái nha, lên nào. Và hít thở. Bạn làm gì nào? Mỉm cười này. Nhìn xem cô ấy cười thế nào. Xem này. 5 giây nào. 4, 3, 2. Và hạ xuống. Nằm xuống và thả lỏng nào. Tuyệt lắm. Mỗi lần tập tư thế này, thả lỏng là rất tuyệt. Và bây giờ hãy tập một kỹ thuật. Thế này, chống khuỷu lên. Và kỹ thuật này sẽ mở vai ra. Hãy chống khuỷu lên. Lúc nãy bạn tập chân. Bây giờ tôi muốn bạn tập tay. Đầu tiên, nhấc tay phải lên. Thẳng lên. Như thế đó. Tốt. Việc bắp tay chạm tay rất quan trọng. Thế đó, thế này này. Và đôi khi nhiều người co cơ cằm. Đừng làm thế nhé. Thẳng hàng thôi. Cứ thế, 5 giây nào. 4, 3, 2 và hạ xuống. Và tay kia nào, nhấc lên. Bạn thấy không? Bạn tập được. Nhưng nhiều người bị chỗ này rất cứng. Nhiều khi tay bạn như thế này. Cứng lắm. Nhưng nhiều khi bạn không biết. Và bây giờ bạn phải tập giơ nó lên. 5 giây, 4, 3, 2 và hạ xuống. Tuyệt lắm. Bây giờ tôi muốn bạn nằm xuống thế cá sấu. Nằm xuống. Hai chân hơi dang ra. Nắm lấy bắp tay. Cá sấu là một tư thế tuyệt vời. Là món quà cho phụ nữ. Phụ nữ có vấn đề khi hành kinh, co thắt, đau đớn hay những vấn đề về đường tiết niệu. Đây là tư thế rất tuyệt vời, rất đơn giản. Bạn chẳng làm gì trong tư thế này cả. Chủ yếu là bạn hít thở thật sâu trong tư thế này. Không co cơ nơi vai, bạn nắm hai bắp tay và thả lỏng vai, đầu, hai chân thư giãn và đùi trong thả lỏng. Thấy không?
gót chân thả lỏng như thế đó. Khi gót chân như thế, chỗ này có khoảng trống. Khi gót chân hạ xuống, chỗ này sẽ không có khoảng trống và khung chậu bạn thả lỏng hoàn toàn trên sàn. Và điều bạn sẽ làm là tập trung vào việc hít thở. Hít vào, bụng nâng lên và hạ xuống. Đầu bạn sẽ nhẹ nhàng thoải mái trên tay. Tôi không muốn bạn quay đi đâu cả nhé. Và tôi muốn bạn nằm đây càng lâu càng tốt. Thế này rất tốt. Hãy để thời gian tập luyện nó 10 lần hay 10 phút, tùy bạn, tùy thời gian của bạn. Và tôi nói bạn nghe, nó cực kỳ tốt, sẽ giúp tăng năng lượng khung chậu. Yoga khiến bạn thật tuyệt. Hẹn gặp lại nhé. Xin chào. Hãy sống trong hiện tại thật vui vẻ. Đó là những gì yoga mang lại cho bạn. Hãy cùng tập với tôi. Xin chào.